Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Bữa hôm nay mình đang có mặt tại Yokohama. Hôm nay mình đi xem con Gundam này nha. Chỗ này là Gundam Factory. Con Gundam này khác với con Gundam lần trước mà mình quay video cho các bạn coi nha. Ở video lần trước mình có coi con Gundam rồi. Con Gundam đó là nó không biết cử động, nó chỉ giơ tay giơ cua quăng rồi. Còn con Gundam này nó cao 18m và nó có thể di chuyển được nha. Giờ thì cùng mình vào xem con Gundam thế này thế nào nha. Muốn vào coi con Gundam này thì trước tiên là phải mua vé nhá. Bọn mình thì mua vé ở trên mạng rồi á, thế nên là cứ thế đi thẳng vào thôi. Còn nếu mà ai chưa mua vé thì đứng vào đây xếp hàng rồi mua vé nhá. Mình bắt đầu chất vé xong rồi là đi vào bên trong nhá. Dây điện để mà lắp ráp thành con robot này. Đây là cái khung của con robot này. Khung xong rồi là đấu dây điện đấy này. Đằng sau nó là một cái kiểu bãi đỗ xe như nhỉ. Ở đâu chỉ là cái khung đỡ thôi nha các bạn. Bên này là cửa vào này. Mọi người đang xếp hàng trước mặt con robot đây nha. Lát nữa nó sẽ bước ra vài bước, chỗ kia nó chỉ bước đến cái bục thôi nha.
giờ nó lại bắt đầu trở về cái vị trí mà kiểu sake là chèo á. Hết rồi, tắt đèn. Tiếp theo là 7:20 là sẽ diễn thêm một lần nữa nhé. Giờ là 6:50, 30 phút nữa nó sẽ diễn lần cuối. 8:00 đóng cửa rồi. Ở trong cái chỗ bán hàng lưu niệm kia họ không cho quay chụp nhé, kiểu như hạn chế người ta làm hàng giả, làm hàng giống. Nên là mình ra đây mình ngồi, chỗ này khá là chill chill, người ta ăn uống ở đây nhé. Trước mặt để một cái bóng đèn, bàn nào cũng để. Bên kia thì bán hàng ăn uống, fast food ăn uống, ăn nhanh nhé. Cái vé mà để vào bên trong cái khu quan sát con robot này là 1/6 nha. Còn nếu mà có người leo lên trên chỗ cái giá của nó, mấy người leo trên kia kìa, là hơn 3 sen nha. Là 1 sen để đi vào trong này cộng với 3 sen để leo trên kia là 4 sen. 4 sen vào gần 700-800 nghìn Việt Nam mình nhé. Ở kia họ bắt đầu chạy đồng hồ đếm ngược đến lúc mà con robot này nó diễn rồi nhé. Còn 9 phút nữa kìa. Các bạn muốn xem cái thời gian nó biểu diễn thì lên mạng tra Gundam Factory của Yokohama là ra nhé. Hiện tại còn 10 giây nữa nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
どこから聞こえるんだ?どうかしたんですか?何か聞こえてくる。ラって音が。こちらには何も聞こえていませんが。システム障害ですかね?何が起きているんだ?そのまま状況の報告を続けろ。 F00はこのまま待機モードに移行させます。ちょっと待って。ガンダム。F00のコクピットに直接信号が送られている。違うわ。この信号はコクピットから発信されている。コクピット内の集音マイクの感度を上げろ。ガンダム。 Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make it. Everything just fade away cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby, can't hit a plane.
change. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. Vậy là con Gundam này nó biểu diễn xong rồi nha. 7:45 nó sẽ diễn thêm một lần nữa là lần cuối cùng. Và 8 giờ là ở đây nó đóng cửa nha. Video của mình đến đây cũng kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem cho một like và subscribe kênh YouTube của mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Đứng ở phía bên ngoài nhìn vào trong nha, nhìn khá là rõ luôn đó. Chứ cũng chẳng cần phải mất 1:06 để đi vào gần để coi đâu. Nhìn ở đây cũng khá là đẹp luôn rồi. Điện thoại xong rồi zoom lên nữa cái là y xì ở bên trong luôn.